Đây quay cái video là lóc ăn lóc cửa tự động. Khóa này, nháy đèn này, mở nháy đèn này. Đây. Ăn lóc và mở ăn lóc qua trên cái nút trên công tắc bên lái này thì là sẽ không nháy đèn này. Đấy. Không nháy đèn xi nhan nhá. Dí bằng tay bằng gạt trên cái thanh này cũng không nháy đèn. Đấy. Chỉ duy nhất bấm bằng điều khiển thì nó mới nháy đèn. Đấy. Và mình để chìa khóa đây, để chìa trong xe vẫn lóc cửa bình thường. Để sau 20 giây sẽ lóc cửa nháy đèn. Đấy, cửa đã khóa, dương đã cầu. Đây là để chìa khóa trong xe, để ra ngoài nó khóa bình thường. Đây, mình lại cho ra ngoài. À, xuống kính. Đặt chìa khóa đi. Lắp, à, quên, mở cửa. Chìa khóa cho ra ngoài. Chìa khóa cho ra ngoài. Đấy, là lọc cửa.